Dạ, xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, với khẩu hiệu hỗ trợ nhà nông đồng lòng vượt khó là chương trình ý nghĩa của công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau nhằm đồng hành cùng bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19. Chương trình trao tặng cho bà con nông dân đang gặp khó khăn trên cả nước hơn 26.000 bao phân bón chất lượng cao mang thương hiệu phân bón Cà Mau. Anh Lưu Xuân Mười, nhân viên công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau phụ trách địa bàn Long An cho biết, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty đang triển khai chương trình hỗ trợ nhà nông đồng lòng vượt khó trên cả nước. Riêng tại Long An, công ty sẽ trao tặng khoảng 1.400 bao phân NPK cho 700 khách hàng, mỗi khách hàng 2 bao, mỗi bao loại 50kg. Cũng theo anh Mười, thị phần tiêu thụ phân bón của công ty tại địa bàn Long An khá lớn, nhất là trên cây lúa và thanh long. Hiện tại, tỉnh Long An có 3 đại lý cấp 1 cung cấp phân bón của công ty, mỗi đại lý cấp 1 sẽ có thêm 3-40 đại lý cấp 2. Cùng với hỗ trợ phân bón để tái sản xuất cho bà con các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sẽ nhận được 500 phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, đường, dầu ăn, trang thiết bị y tế, giúp bà con vơi đi phần nào nỗi khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xu hướng trái chiều giữa các giống lúa. Trong khi đó, giá gạo ổn định hơn sau khi giảm mạnh hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu tiếp tục đi ngang. Tại An Giang, trong khi giá lúa Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng lên 6.000 đến 6.200 đồng 1 kg, thì lúa IR50404 là giảm 100 đồng còn 5.400 đến 5.500 đồng 1 kg. Các giống lúa khác tiếp tục đi ngang, cụ thể nếp vỏ tươi 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg, nếp Long An 5.400 đến 5.500 đồng 1 kg, nếp vỏ khô 6.600 đến 6.900 đồng 1 kg, nếp Long An khô 7.000 đồng 1 kg, OM 380 lúa tươi 5.400 đến 5.600 đồng 1 kg, lúa OM 18 giá 6.000 đồng 1 kg, lúa Nhật 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg, lúa IR 50404 lúa khô 6.500 đồng 1 kg, nàng nhang khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg, lúa OM 5451 lúa tươi 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg, nàng hoa chín giá 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg. Theo các thương nhân, hiện giao dịch lúa mới chậm, thương lái ngưng mua nhiều, thậm chí có trường hợp thương lái bỏ cọc. Trong khi giá lúa biến động trái chiều thì giá gạo hôm nay ổn định. Theo đó, gạo nguyên liệu IR 50404 giá 7.700 đồng 1 kg, gạo thành phẩm IR 504 ở mức 8.600 đồng 1 kg, tấm loại 1 IR 504 giữ ổn định 7.400 đến 7.500 đồng 1 kg và cám vàng giá ổn định 7.650 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo không có biến động. Hiện gạo thường 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg, nếp ruột 13 đến 14.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhang 20.000 đồng 1 kg, thanh thái hạt dài 18 đến 19.000 đồng 1 kg, hương lài 19.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 17.500 đồng 1 kg, gạo sóc thường 14.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái 18.000 đồng 1 kg, gạo tôm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm giặt pin 14.000 đến 15.000 đồng 1 kg, cám 7.000 đến 8.000 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục có phiên đi ngang. Hiện gạo 5% tấm là 425 đến 429 USD trên 1 tấn. Gạo 25% tấm ở mức 400 đến 404 USD trên 1 tấn. Gạo 100% tấm ở mức 338 đến 342 USD trên 1 tấn. Và giặt min ở mức 583 đến 587 USD trên 1 tấn. Theo nhiều thương nhân xuất khẩu gạo, dù năm nay ảnh hưởng dịch Covid-19, song xuất khẩu của doanh nghiệp vẫn đạt mức tương đối, thậm chí một số doanh nghiệp còn tăng mạnh. Chẳng hạn công ty cổ phần nông nghiệp Trung An dự kiến tăng 67% so với năm 2020 khi đạt mức 190.000 tấn trong năm 2021. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con.
Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.